Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti sarana gahanang paripunang Pháp quy y Tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Banati bata we ramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara veramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raja machapama dathana we ramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Banati bata we ramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamacchappamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ima ni pancha sika pada ni sa dukkang katwa appamadena nicchakalang samarakhi tappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na pogasampada, sile na niputin janti, tasma silam viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thú lành thay,
Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng pha rút ta mang bút thề dô khá lý tổ đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Uttamang ghe na hoàn đề hàng tham anh cha đu vít hàng qua rằng thầm mê yô khá lý tổ đô sô thầm mô khá mà tu tăng mà mang. Uttamang ghe na hoàn đề hàng sang khánh cha đu vít hốt ta mang sang khê yô khá lý tổ đô sô sang khô khá mà tu tăng mà mang. Dạ, con kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thí sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, phần nghi thức lễ bái tam bảo tóm tắt thọ trì tam quy và ngũ giới đã hoàn tất. Giờ đây con xin trao mic lại cho Nguyên Như để ôn bài vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi ôn vi diệu pháp an vui và tiến hóa ạ. Sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin kính lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin sa thú chị Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để thọ giới với chư tăng. Dạ, hôm nay là Nguyên Như xin phép và được phép của thầy Kinh. Nguyên Như xin ôm đại cái phần là 10 đạo quân của Ma Vương. Xin chị Kim Nhung có thể vui lòng hoan hỷ post bài. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc bài trước khi mình ôn bài ạ. Dạ, sa thú thưa thầy. Dạ, mô Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Dạ, con xin kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào đạo tràng. Sư xin đọc bài 10 đạo quân của Ma Vương. Bát Tha Ná Sút Tá Su Tá Ni Bà Tá. 1. Ca Ma Tê Bát Tha Ma Sê Na. 2. Đu Ti Chà A Ra Tí Bút Chá Tí. 3. Tá Ti Già Đúc xin lỗi Tá Ti Già Khúc Bí Bà Sa Tê. 4. Chá Tút Thi Tăng Hà Bát Vũ Chá Tí. 5. Bành Chá Măng Thí Ná Mít Thành Tề. 6. Chát Ta Pi Ru Bá Vút Chá Tí. 7. Sát Tăng Ni Quý Chí Kít Chá Tê. 8. Mắc Khô Thâm Vô Tê Thá Nô. 9. Là Bồ Si Lô Cô Sát Rô. 10. Quýt Cha Lá Thô Chá Vô Giá Sô Vô Chắc Ta Năng Xá Mút Ca Sê Bá Rê Chá A Quá Cha Ná Tí. Số 1. Ca Má Tham Dục Sensual Desires. Số 2. Arati, bất mãn với đời sống thánh thiện, discontent.
Số 3. Khúc bí ba sa, đói khát. Hunger and thirst. Số 4. Tăng hà, ái dục. Craving. Số 5. Thí ná, mít thá, uể oải, lười biếng và hôn mê. Sloth and total. Số 6 là phi rú, là sợ hãi, fear. Số 7 là quyết chí, kicca, là hoài nghi, doubt. Số 8, mắt khá, thầm bá, kêu mạng và vô ơn, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố, conceit and ingratitude. Số 9 là la po, siloko, sakaro, mitcha la tho, cha yo sa, xin lỗi, cha yo giá sô, lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thân danh bất chánh. Gain, renown, in honor, fully receive. Số 10. Samuk kase baba cha awa cha nati. Khen mình, chê người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Self exaltation and disparaging others. Rồi, sư nghĩ sư đã đọc xong ạ. Rồi, kính mời vị kế tiếp nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài, con xin đọc phần tiếng Bali thôi ạ. Mười đạo quân của Ma Vương. Patha Nasutta Suttani Pata. Một, Kama Te Vathama Sena. Hai, Dutiya arati vokchati. Ba, tatiya khobipa sate. Bốn, chatuthi tanha bavokchati. Năm, bành cha mằng thinamit thằng tề. Sáu, chattha phi ro bavokchati. Bảy, sattami vichikicca tề. Tám, makkho tham pho tề atthamo. Chín, là phổ si lô cổ sắc cà rồ. Mười, mít trà lát thổ cha dồ giá sổ. Dồ chát tà nặng sa mốc càng xệ. Ba rể cha a hoa trà nát tí. Một, cà mắc tham dục. Hai, a rát tí, bất mãn với đời sống thánh thiện. Ba, khóc bí bà xà, đói khát. Bốn, tần hà ái dục. Năm, thinamitha uể oải lười biếng và hôn mê. Sáu, phi rốt sợ hãi. Bảy, vichikicca hoài nghi. Tám, makkha tham pha kiêu mạn và vô ơn, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố. Chín, là phổ si lô cổ sắc cà rồ mít trà lấp thổ cha dồ giá sổ, lợi lộc khen tặng vinh dự và thinh danh bất chánh. 10. Samuk cằng xề baracha awa trà nati,
khen mình, chê người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin xuống mic. Dạ xin mời các vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài. Người đạo quân Kha-ma-tê Bát-tha-ma-se-na Á-rát-tí-vút-chá-tí Bà Tá-tí-già-khúp-bí-bà-sa-tê 4. Chá-túp-thì-tành-hà-bát-chút-bá-vút-chá-tí 5. Bành cha mằng thí ná mít thầm tề. 6. Chá thà à phì rù. Tá mi mắt là rồ bá rề chá á quá trà ná tí một ple sùa hai á rá tí bất mãn với đời sống thánh thiện discontent 3. Khúc bí bà xà đói khát hunger and thirst 4. Tanh hà ái dục cravings 5. Đít ná mít thá ể oải lười biếng và hôn mê sloth and torpor 6. Fish root sợ hãi peer 7. Witchit ký trà hoài nghi đào mắc kha thầm phá tiêu mạng và vô ơn phỉ báng và cố chấp dèm pha và attitudes 9. Láp phô, xí lô cô, sắc ca rô, mít trà láp phô, chá dô, giá sô, lợi lộc, khen tặng, vinh dự, và thinh danh bất chánh, ghen, renounce, and honor, facial lies, receipt. 10. Sá mút khá xề, bá rá, chá á quá, trà ná tí, khen mình, chê người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Self-assertion and disparaging others. Dạ, con đã đọc xong, dạ con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ con xin xuống mít, dạ kính cảm ơn ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thanh Tâm, con kính đảnh lễ quý cô trưởng nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Mười đạo quân của Ma Vương. Patta na sutta sutta ni patta. Số 1. Kamate patta ma se na. Số 2. Dutiya arati uchati. Số 3. Tatiya kupi pa sa te. Số 4. Chat tu thi tăng hà pa ut chat ti. Số 5. Pan chat măng thi na mít thăng te. Số 6. Chat tha piru pa ut chat ti. Số 7. Sat ta mi vich chi kit cha te. Số 8. Số 8. Makku tham po te athap mo chín la po si lo ko sakaro. Số 10. Mít cha lát thù cha yô yá sô yô cha ta nàng sa mút cầm xe pha rê chê avat cha nát tí. Số 1 là ka mát tham dục sensual pleasure. Số 2. Arat tí bất mãn với đời sống thánh thiện, discontent. Số 3. Kupisa pasa đói khát, hunger and thirst. Số 4. Tanha ái dục, craving. Số 5. Thinnamitta ể ỏi lười biếng và hôn mê, sloth and torpor. Số 6. Piru sợ hãi, fear. Số 7. Vichicca hoài nghi, doubt. Số 8. Mắt khát thầm phát, kiêu mạn và vô ơn, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố, conceit and ingratitude. Số 9. La po si lo ko sắc kha ro, mít trà lắp thù chắc yô giá sô, lợi lộc khen tặng, vinh dự và thịnh danh bất chánh, gain, renown and honor, falsely receive. Số 10. Sá mút cầm xe phát rắc chắc à quá trà nó tí, khen mình chê người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Self exaltation and disparaging others. Dạ thưa con kính tri ân sư và con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bồ Tát, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Cái này nó bị dạ con đến lễ sư Thanh Tâm chư trung đức tăng quý bà cô tu nữ kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc đọc bài ạ. Mười đạo quân của Ma Vương. Patta na sutta sutta nipata. Số 1. Kamate patta ma se na. Số 2. Dutiya adati vacchati ba tati ya khup pi pa sa te bốn chatuthi tan ha pa vak chati năm ban cha mang thi ne mit tham te sáu chatta phi ru pa vak chati bảy sat tam mi vikichit cha te tám mắt khổ tham phổ te át tham át tham mô chín là phổ si lô cô sắc kha rô mười mít cha lát phô cha dô giá sô dô chát tà năng sa mắc cầm xê bác về cha á bác cha ná tít. Số 1. Cà mắt tham dục sensual pleasure. Số 2. Á ná tít bất mãn với đời sống thánh thiện discontent. Số 3. Khắp bí bà xa đối khắc hunger and thirst. Số 4. Thanh ha ái dục craving. Số 5. Thinnamitta, ế ỏi lười biếng và hôn mê.
sloth and torpor. Số 6, phi rút sợ hãi, fear. 7, vikichicca, hoài nghi, doubt. 8, mắc khá, thầm phát, kiêu mạn và vô ơn, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố. Conceit and ingratitude. Số 9, lapho siloko sakaro mitcha lapho chayo yaso, lời lập khen tặng binh dự và thiên danh bất chánh, gain, renown, and honor falsely received. Số 10, samakam se baracha, avacha naati, khen mình cho người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. So exaltation and disparaging others. Là con đã đọc xong. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Đạo Quân của Ma Vương. Bá Thà Ná Xích Tá Sutta ni ba tá 32 kamate pathama sena utiya arati uccati tatiya cúp lý bà sa tề bốn chá tú thì tành hà có vút chá tí bành chá mằng thí ná mí thầm tề sáu chắc thà bì rù có vút chá tí bảy sắp tá mì vị trí ký trà tề tám mắc khô thầm bồ tề át tha mồ chính là bồ si lô cô sắc cà rô mười mít trà lá thồ trà dồ xế giá sô dồ chắc tà năng xá mút cần xề ba rề chá á quá trà ná tí một ca ma tham dục sen xú bê á hai á rá tí bất mãn với đời sống thánh thiện ba khúc bí xa ba xa đối khác bốn tâm hà ái dục năm khí ná mít thá uể oải lười biếng và hôn mê sáu đi rú sợ hãi bảy bí trí kiết cha hoài nghi tám mất khá thâm bá kiêu mạn và vô ơn phỉ báng và cố chấp dèm pha và oan cố chính là bồ xí lô cô sắc cà rô mít trà láp thô chá vô giá xô lợi lộc khen tặng vinh dự và hình danh bất chính mười sáu mút căng xê bá rá chá á quá trà ná tí khen mình chê người đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con kính chê ơn cô Kim Dung đọc bài ạ. Dạ, con xin xuống mức nhường cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Tam Ma, Nam mô Phật Khai Dạ, con xin trì kinh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Hồng Quang Phật Bảo, Hồng Quang Pháp Bảo và Hồng Quang Tam Bảo, con xin kính lễ Sư Thanh Tâm, kính lễ toàn thể đạo tràng. Quý nhà có nghe rõ không?
10 đạo quân của Ma Vương. Pada Nasutta Sutta Nipata số 1 Kamate Pathama Sena số 2 Dutiya Arati Pujati số 3 Tatiya Kupipasate số 4 Chatutthi Tanha Pawachati số 5 Panchamang Thinamitante số 6 Chattha Piru Pawachati số 7 Sattami Vichikichate số 8 Makho Thambo Te Atthamo số 9 Labo Siloko Sakkaro số 10 Mitcha Lato Chayo Yaso Yo Chattanang Samukham Se Parcha Avajanati số 1 Kama Tham Dục Sensual Pleasures số 2 Arati mạng với đời sống thánh thiện discontent số 3 kupasa đói khát hunger and thirst số 4 tanha ái dục craving số 5 tinamitta uể oải lười biếng và hôn mê sloth and torpor số 6 Piru, sợ hãi, fear. Số 7, Vichikicca, hoài nghi, doubt. Số 8, Makka, thâm bác, kiêu mạn và vô ân, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố, conceit and ingratitude. Số 9, là bồ siloko, Sakaro, Mitra Lato, Chayo, Yaso, lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thanh danh bất chánh. Gain, renown and honor, falsely received. Số 10. Samukhansi Paracha Avajanati, khen mình, chê người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình. Và khinh rẻ kẻ khác. Self-exaltation and disparaging others. Dạ, chắc có lẽ là hết rồi. Xin tri ân cô Kim Nhung đã post bài. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin hết. Alo, các bạn có nghe mình nói không ạ? Hồi nãy bị rớt mạng nên không thể lên được nha, xin lỗi toàn thể đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. 10 đạo quân của Ma Vương. Tattha Nasutta Sutanipata Kamate Pathama Sena Dutiya Arati Vuchati Tatiya Kupipasa Tề số 4 Chatutthi Tanha Pavuchati số 5 Panchamang Thinamittante số 6 Chattha Piru Pavuchati số 7 Sattami Vichikicchate số 8 Makho Thamphote Atthamo số 9 Lapho Siloko Sakaro số 10 Mitcha Latho Chayo Yaso Yo chatta nang samukham se pare cha awacha nati kama tham dục sensual pleasures. Số 2 arati bất mãn với đời sống thánh thiện discontent. Số 3 kupipasa đói khát hunger and thirst. Số 4 tanha ái dục craving. Số 5 thinamitta uể oải lười biếng và hôn mê. Sloth and torpor.
Firu. Số 6, Firu, sợ hãi, fear. Số 7, Vichikicha, hoài nghi, doubt. Số 8, Makkha, thâm phá, kiêu mạn và vô ơn, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố, concept and ingratitude. Số 9, Lafo, Siloko, Sakharo, Mitcha, Lato, Chayo, Yaso, lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thinh danh bất chánh, gain, renown, and honor, falsely received. Số 10, Samukhamse, Paracha, Awacha, Nati, khen mình, chê người, đánh giá cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác, self-exaltation and disparaging others. Dạ xin hết ạ, xin cảm ơn bạn Kim Nhung đã post bài, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Ca. Con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ đạo tràng, con kính lễ sư Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin trả bài. Đạo quân của Ma Vương, mười đạo quân của Ma Vương. Patana Sutta, Sutta Nipata, Tha số 1, Tha Ma Te Pata Ma Se Na số 2, Tutiya Arati Vut Chati số 3, Tatiya Kupi Pasate số 4, Chatuti Tanha Vapavut Chati số 5, Panchamang Tinamit Thamte số 6, Chatha Viru Vapavut Chati số 7, Sattami Vichikichate số 8, Makho Thambovte Atthamo số 9, Lafo Siloko Sakharo số 10, Mitcha Lato Chayo Yaso Yo Chattanang Samut Kamse Pare Chawachanati Kama, tham dục, sensual pleasure. Số 2, Arati, bất mãn với đời sống thánh thiện. Discontent. Số 3, Kupitasa, đói khát, hunger and thirst. Số 4, Tanha, ái dục, craving. Số 5, Tinamitta, oải oải, lười biếng và hôn mê, sloth and torpor. Số 6, sợ hãi, fear. Số 7, Vichikicca, hoài nghi, doubt. Số 8, Makkhatamma, kiêu mạn và vô ơn, phỉ báng và cố chấp, dèm pha và ngoan cố, conceit and ingratitude. Số 9, Lafo, Siloko, Sakharo, Mitcha, Lato, Chá dù, giá sù, lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thanh danh bất chánh. Gain, renown and honor, falsely received. Số 10. Samukhamse, paracha, awacha, nati, khen mình chê người, đánh giá cao quá, mức giá trị của mình và khinh rẻ. Kẻ khác, self-exaltation and disparaging others. Kính chào cô Kim Nhung post bài ạ. Xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong room, và cũng như con xin kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay là ngày thứ năm, thành chúng ta sẽ một lần nữa lại được cùng nhau ôm những cái bài vi diệu pháp cùng của thầy Kinh Milanda. Dạ chư vị, cái bài này nó có một cái tính cách đặc biệt riêng, là nguyên như xin phép thầy
cho bỏ vô trong cái bài này trong giáo trình. Nó không có thuộc một cái phần của vi diệu pháp, nhưng mà vì nó nằm trong cái phần thiền đó chứ gì, thì cái bài này Nguyên Như thấy có rất là nhiều vị thiền sư họ dạy cái này trong những cái khóa thiền, và Nguyên Như cũng thấy là nó cần thiết cho để nhắc nhở cho chúng ta, những cái người mà tu đạo, ngay cả hành thiền hoặc là không hành thiền nữa, thì mình sẽ ngẫm nghĩ lại coi coi như là trong khoảng khắc đây hoặc là cái khoảnh khắc trong quá khứ, có những cái đạo quân nào đã xâm chiếm tâm của mình, và mình đã quay trở lại, thì nếu mà mình quay trở lại mình giải quyết những cái đạo quân này thì mình sẽ làm gì, và thầy đã chấp nhận cái sự thỉnh cầu của Nguyên Như, và thầy đã cho Nguyên Như chia sẻ với lớp cái bài này, thì qua những cái phần mà Nguyên Như đã tìm tòi và Nguyên Như đã lấy ra được những cái tài liệu, thành ra Nguyên Như sẽ chia sẻ với lớp những cái khúc kinh mà Nguyên Như học được ở trong đây. Nguyên Như sẽ đọc ra để chúng ta cùng tham khảo, cùng nghiên cứu hai cả nhà. Thì Nguyên Như thấy nó gom lại những cái điều mà chư Phật đã dạy cho mình. Thì cái bài kinh này nó nằm ở trong cái kinh Tiểu Bộ, trong cái tập số 5, và có một cái bài thơ, thì Nguyên Như xin đọc lại ở đây. Kamate Pathama Sena Dutiya Ariti Vuchati Tatiya Kupipa Sate Chattuthi Tanha Bawut Chati Banjamang Thinamit Thangte Chatta Firu Bawut Chati Sattami Vichikit Chate Makho Thammo Te Athamo La Pho Silo Ko Sakkaro Mitcha Latho Chayo Yaso Yo Chatta Nang Samu Cần Sề Ba Rề Á Quá Trà Ná Tí. Dạ, đây là bài thơ có tên là bài kệ con xin sám hối Bát Thà Ná Xuất Tá, nằm trong kinh Tiểu Bộ. Đây, được những người Mỹ họ dịch ra là The Ten Army of Mara. Tiếng Việt mình dịch là 10 đạo quân của Ma Vương. Thì cái bài này là do Đức Phật đã nói chuyện với Ma Vương như sau, dịch ra tiếng Việt là: Này Ma Vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của người, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là giả dụi buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi, và mười là khen mình chê người. Này Ma Vương, hùng binh của người là thế, chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện, kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào dũng cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Dạ thưa chư vị, trong trường hợp của Đức Thế Tôn thì mình đã biết người nào thắng và người nào bại rồi, nhưng bây giờ Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta là dàn hậu bối. Thì bây giờ mình sẽ giải quyết ra sao với 10 đạo quân này? Mà khi mà mình muốn giải quyết được 10 đạo quân này á, thì trước hết mình phải biết những đạo quân này nó có cái tính chất là gì, nó sẽ làm gì đến mình, đến người tu thiền, đến người tu đạo như là mình. Thì mình sẽ đi qua 10 cái đạo quân này, xong rồi á, quý vị sẽ cùng cùng với Nguyên Như mình ngồi mình ngẫm nghĩ thôi, hồi đó giờ mình bị cái đạo quân nào mà nó đánh mình nhiều nhất ha quý vị. Nguyên Như xin đi qua cái đạo quân thứ nhất. Đây chính là đạo quân dục lạc. Đạo quân dục lạc á, thì có những cái chỗ họ dịch tiếng Việt đó là tham dục, còn tiếng Anh đó gọi là sensual pleasures. Thì đây là một cái đạo quân thứ nhất của Ma Vương. Nói là Ma Vương đây á, thì nghe á, nó giống như là mình tưởng tượng có một cái vị ma là một cái ở một cái cõi trời mà xuống, mà lúc mà phá Đức Phật, lúc mà Ngài sắp thành đạo đó cả nhà. Nhưng mà thiệt ra cái vị ma vương đó có hơi đâu mà họ xuống họ phá mình đâu. Cái ma đó là nhiều hơn là trong cái tâm của mình á. Mà ma ở đây á là một cái sự mà có thể là
một cái tâm xấu của mình, nó có thể tàn sát cái đức hạnh của mình, tàn sát cái đời sống của mình. Cái ma này là thuộc lại tâm ma nhiều hơn, chứ thiệt ra mà con ma dương nó cũng, cái vị ma dương nó cũng không có rảnh họ đi xuống họ phá mình đâu chứ gì. Nội mà cái tâm ma của mình á, mình phá mình á là cũng chết rồi ha quý vị. Thì cái dục lạc á là cái đạo quân thứ nhất. Khi á mà mình có những cái điều thiện, điều ác ở trong cái cõi trước của mình đó, thì mình sẽ làm sao? Mình tái sanh vào trong cái thế giới mà mình sống trong hiện tại đây. Khi mà mình sống trong cái thế giới của mình ở đây đó, có những cái nhiều cái loại dục lạc mà nó sẽ có cái tính chất đó, là nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình tham đắm trong đó, và nó có những cái sức mạnh, những sức mạnh rất là nhiều. Nó có thể là những cái âm thanh ngọt ngào nè quý vị. Nó có thể là mình ăn uống á, thì có những cái tiệm đồ ăn nó rất là ngon. Mình ăn xong rồi mình về mình cứ nhớ tới cái món đó hoài, đúng không? Có những khi là mình đi, mình gặp những chiếc xe hơi mà mình rất là dự ý. Ở trong đầu cứ nghĩ tới không biết chừng nào mà mới định để dành tiền mua được chiếc xe đó. Thí dụ như xe Tesla nè, xe BMW nè, những cái nó nằm ở trong đầu mình. Lúc đầu mình nghĩ thôi cũng tiếc quá, mua làm chi như vậy, nhưng mà lâu ngày vài tháng đó quý vị, nó thành một phần của cơ thể, một cái tâm trí của mình cứ nghĩ đến đó hoài, đến một ngày đẹp trời thì sao, thì mình cũng phải đi mua thôi. Cái đó chính là cái dục lạc. Rồi khi nào cái dục lạc nó xảy ra, khi nào, khi mà cái sự dính mắc của mình đối với những cái gia đình nè, đời sống xã hội nè, tài sản nè, việc làm ăn và bạn bè, nó cũng tạo ra một cái sự dính mắc, nó làm cho mình rất là khó tu. Thì những cái vị mà họ xuất gia rồi, chẳng hạn như sư Thanh Tâm, chẳng hạn như sư Pháp Trang, khi mà những cái vị này họ không có muốn dính mắc nữa, thì làm sao họ sẽ từ bỏ cái cuộc sống có gia đình, họ trở thành một nhà sư. Thì Phật tử của chúng ta đây, mình cũng có khi mà mình có duyên đó, mình cũng vào ở trường thiền, mình tu tập 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Cái đó là mình đã, mình một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp, mình chống lại cái đội quân này. Khi mà mình vô mình giữ khóa thiền đó, thì mình giảm thiểu được một cái cuộc sống mà có dục lạc đó quý vị. Khi mà mình vô trong thiền, hoặc là mình trở thành một cái vị sư, là một cái vị sư cô, thì mình sẽ tránh được rất là nhiều cái đạo binh ma thứ nhất. Đây là dục lạc. Nhưng mà nói chứ ở trong trường thiền nó cũng khó lắm quý vị. Khi mà mình vô, mình gặp một cái trường thiền rồi đó, thì làm sao? Mình chỉ còn lợi những cái gối, những cái bồ đoàn, những cái góc nhà ngồi. Nó là một cái chút xíu đó thôi. Mà mình vẫn thấy cái tâm mình dính mắc. Mình dính mắc vào chỗ ngồi nè. Mình dính mắc vào những món ăn nè. Mình dính mắc mờ vào cái chỗ này. Cái bóng cây này nó mát hơn cái bóng cây bên kia nè. Chị thấy không? Mình, cái tâm mình á, nó có cái khuynh hướng, nó tìm được cái gì nó thích. Có nhiều thì nó thích nhiều, mà có ít á, thì nó thích. Thành ra mình phải cẩn thận cái chỗ này. Cái đó là cái đạo binh ma là thứ nhất đó. Rồi cái đạo quy như sinh qua cái đạo binh ma thứ hai. Đây là cái sự bất mãn trong cái cuộc sống phạm hạnh. Có nghĩa là khi á, mà mình bỏ những cái chuyện mà ở ngoài, mình đi vào trong cái thiền đường mình tu, cái trường thiền mình, thì mình cũng có những cái việc mà không có hài lòng, nhất là những cái chuyện hành thiền. Thí dụ như quý vị vô trong cái trường thiền, quý vị sẽ bực mình dưới cái chỗ ngồi, tại sao mà cái gối ngồi này nó cứng quá vậy, nó không có êm bằng cái ở nhà. Rồi sao hôm nay cái chỗ cái bồ đoàn này tôi thích màu xanh, mà sao ai lấy cái màu xanh của tôi đi rồi lại để cái màu đỏ xuống. Rồi đến những thức ăn nữa, tại sao mà ở chỗ này nó dầu nhiều quá, nó không có ăn được. Rồi có chỗ thì nó ăn mỡ nhiều quá, có chỗ thì người ta thích ăn mặn, mà tại sao mà trường cái chỗ này hôm nay ai cũng cúng đồ chay, không ăn không có được gì hết á. Đói bụng vậy làm sao mà ngày mai thiền. Nó đủ thứ chuyện, nó làm cho mình bất mãn trong cái khóa thiền đó quý vị. Khi đó mà mình tu tập mà khi mà thiền mình không có tập trung được nhiều á, thì cái sự bất mãn nó gia tăng nhiều lắm. Còn khi mà mình thực hành, mà lúc đó mình nhiệt thành trong giáo pháp rồi á, thì những cái vị đó, lúc đó cái tiếng Bali nó sẽ có một cái từ đặc biệt gọi là Aphirati. Thì khi nào mà cái người thực hành được
đúng cái pháp và được cái pháp hỷ phát sanh á, thì tự nhiên những cái chuyện bất mãn nó sẽ giảm bớt. Tự gì an lạc và sự hoan hỷ và sự thoải mái đó thì nó hiện diện trong những cái vị mà thực hành đúng. Và khi mà cái tâm định của quý vị bắt đầu mạnh lên á, thì những cái chuyện khác á, những cái chuyện ở của đời, những cái trần cảnh, những cái thô đó, nó sẽ không có làm cho cái tâm mình nó bám víu nhiều, mà cái tâm mình nó sẽ bám vào cái sự an lạc, hoan hỷ, thoải mái, nó bám vào cái đề mục nhiều hơn, thì cái tâm mình á, tự nhiên nó nhẹ nhàng như vậy. Và khi đó mà cái tâm mình tập á, là mình dễ dàng để mà kêu là thiểu dục tri túc. Nếu mà mình vô trong thường thiền, mình chưa có đạt được cái tâm định nhiều, chưa có cái hỷ phát sanh nhiều, thì mình ráng, mình nghĩ là bây giờ sao cũng được đi, lâu lâu mình mới vô, mình đi tu được, lỡ mà mình ăn dở một chút cũng được, mình ngủ ở đâu cũng được, cái tâm mình mà dễ dàng, mà có dễ dàng hài lòng với tất cả mọi chuyện đó quý vị, thì làm cho cái đội quân thứ hai này không có xâm nhập mình được, tức là mình ít có cái sự bất mãn về tất cả mọi chuyện, mà có cái gì mình cũng hoan hỷ hết. Thầy quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình một cái người á, mà tổ chức ra những cái trường thiền đó, những cái khóa thiền đó, họ cũng sẽ ráng dùng cho tất cả cái tâm huyết của họ để mà họ làm cho những cái thiền sinh đó, họ có những cái đáp ứng được những cái chuyện mà minimum của cái khóa thiền, chẳng hạn như đồ ăn họ cũng ráng làm cho ngon, họ cũng làm cho phòng ốc sạch sẽ, họ cũng bảo đảm những cái chuyện mà yên ắng trong cái khóa thiền, thì họ đã làm hết mức của họ rồi. Thành ra phần của thiền sinh của mình cũng phải ráng, mình làm, mình cứ nghĩ là làm sao cũng được, thiểu dục tri túc, mình ở đây chỉ có 10 ngày để mà mình thực tập, để mà mình học với thầy, để mà tu với. Thành ra khi mà mình nghĩ được những cái chuyện đó trong tâm á, thì cái đạo quân thứ hai đó nó sẽ yếu bớt cho mình, bị nó đánh mình nhiều quá ha quý vị. Và Nguyên Như xin đi qua cái đạo quân thứ ba, tức là cái đạo quân đói khát. Mà nói về đói khát đó, thì khi mà mình ở ngoài đời đó, thì nhiều khi cũng bị đói lắm phải không quý vị? Mình sáng sớm nhiều khi mình có chuyện mình cần phải đưa con, bữa đó mình ngủ dậy trễ hay có chuyện gì đó thì mình cũng skip, mình cũng đâu có ăn sáng đâu. Rồi trưa lỡ mà mình có công việc nhiều quá, mình cũng đâu có ăn trưa, mình cũng skip, mình cũng có thể là mình nhảy bữa dữ lắm. Nhưng mà khi mà mình đi vô trong cái khóa thiền đó thì làm sao, lúc đó mình không có những cái chuyện lớn để mình lo nhiều, mình chỉ lo thiền, ngủ và mình ăn, rồi sau mình học pháp, rồi bữa sau dậy thiền, ngủ, ăn, học pháp. Có những cái nhỏ nhỏ khác, giống như là mình làm vệ sinh cơ thể, rồi mình tập thể dục chút chút, những cái chuyện khác nhẹ hơn. Nhưng mà for some reason á, có những cái đặc biệt mình thấy hình như là ở trong cái khóa thiền mình để ý tới cái chuyện ăn của mình nhiều hơn khi mà mình sống ở ngoài, khi mà mình là cư sĩ mà mình bận rộn đi làm, quý vị, nó rất là lạ. Tại sao? Thì đó cũng là cái đạo binh ma thứ ba, đó là cái đạo binh đói khát. Quý vị thấy chuyện ăn uống của quý vị là nhẹ, nhưng mà khi mà quý vị trở thành một cái vị sư, quý vị, hoặc là nói nhẹ hơn là quý vị vô một cái khóa thiền, tự nhiên cái chuyện ăn uống nó rất là lớn, tự vì lúc đó có cái đạo binh ma và nó sẽ bắt đầu nó tấn công quý vị đó. Chứ thiệt ra nếu mà mình không bị cũng không phải là mình giỏi gì hơn người khác đâu nha quý vị. Nói là khi mà một cái vị mà mình bắt đầu mình trở thành mình là một nhà sư hoặc là một tu nữ mà phải đi khất thực nè, phải nhờ ăn của tín thí, thì tự nhiên đó có ta sẽ lo lắng là không biết mình được ăn cái gì và mình có ăn những cái đồ mà cho mình đủ no hay không. Rồi có những khi á, những cái vị sư nó thí dụ vậy này vậy, quý vị, cái vị sư đó đi qua một cái con đường khi mà có những cái người mà họ dân cúng, họ đặt bát, thì cái bữa đó cái bát nó không có đầy đủ. Nếu mà theo bình thường á, thì đi đúng một con đường thì cái vị đó sẽ quay trở lại cái thiền viện để mà vị ấy tu, hoặc là cái chỗ tu ở trong rừng. Nhưng mà tự nhiên cái tâm bữa đó thấy wow, sao hôm nay đồ ăn không có ngon, không có nhiều,
thành ra thôi mình đi thêm một cái con đường khác nữa đi. Thì cái đó rất là nhẹ nhàng thôi, không đủ thì mình sẽ đi thêm một chút. Nhưng mà theo cái thí dụ ở trong đây á, thì người ta nói cái vị sư đó đã bị cái đạo quân thứ ba là cái đạo quân đối khác nó xâm chiếm rồi đó quý vị. Nó rất là nhẹ nhàng, nó không có cái gì hết. Hoặc là có những cái vị họ vô họ tu thiền, họ sẽ lên họ năn nỉ với nhà sư là bạch sư, hồi đó hồi nhỏ tới lớn con không có bao thể nào mà con chỉ ăn buổi sáng với buổi trưa được hết, mà con bắt buộc con phải ăn buổi chiều, thành ra sư cho con đặt cách á, hơn mấy người khác á, là con xin 5 giờ là con xuống con ăn, tự vì con không ăn á, là con xỉu liền á, con té rồi con không có tập trung được, mà nhiều khi con bị đau bao tử, đủ thứ chuyện trên đời hết á. Thì khi mà mình lên mình bạch với ngài thiền sư như vậy á, thì sẽ nói với mình ok, thì nếu mà bạn không có đói, không có nhịn được á, thì cứ việc ăn đi không sao hết, rồi từ từ thì đã làm sao. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà cái vị cư sĩ đó khi mà họ thực hành á, khi mà họ thực hành tốt rồi đó, thì tự nhiên cái sự đói bụng sẽ không có xuất hiện. Tại sao? Tự vì mình không có bị cái đạo quân thứ ba là cái bà đạo quân đói khác đó nó xâm chiếm, tự vì mình học được pháp hành, mình thực tập đúng đó quý vị, mình có cái pháp hỷ là mình ở an trú trong chánh pháp, thì ma dương của cái đội thứ ba sẽ không có đánh tiếng mình được ha quý vị. Đọc đến chỗ này thì cũng rất là quan hỷ, tức là mình đã, khi mà quý vị vô mà quý vị thiền, mà quý vị an trú, quý vị an vui, quý vị thấy ồ sao hôm nay mình đi lên trên chùa mình thiền 2 ngày rồi mình giữ bát quan mà không đói ta, mình hay thiệt. Cái đó là cũng là cái pháp hỷ đó quý vị, nó làm cho quý vị không. Và Nguyên Như xin đi qua cái đạo quân thứ tư, chính là đạo quân tham ái. Đạo quân tham ái thì tiếng Pali gọi là tanha, có những chỗ họ dịch là ái dục, còn tiếng Mỹ thì gọi là craving. Cái craving là một cái thứ ham muốn. Ham muốn đây thì khi mà con mắt mình nó tiếp xúc với những cái việc, cái vật mà mình vừa ý, thì tự nhiên cái tham ái nó phát sinh. Thí dụ như mình đang đi xuống, mình xếp hàng trên cái chỗ đồ ăn, mình thấy có một cái món bánh nó ngon, nó đập vô mắt mình như vậy đó. Thì cái bánh nó hồi đó ở nhà, thí dụ như những cái bánh ngọt, những cái bánh kem mà lâu rồi mình không thấy, wow, sao hôm nay khóa thiền này có những cái bánh này ngon quá vậy ta. Tức là tự nhiên cái tham ái nó khởi sanh lên liền. Rồi lúc đó cái mũi mình ngửi được mùi thơm của những cái chả giò mà họ chiên lên nó còn mới nóng vậy đó, thì tự nhiên nước miếng mình nó chảy ra như vậy. Rồi á là mình thấy mình bị dính rồi đó quý vị. Thấy cái chỗ đó nó rất là natural, nó rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà đây chính là cái đội quân tham ái của là đội quân thứ tư đây. Mà cái đội quân này quý vị phải cẩn trọng nha. Nó là một cái đạo binh ma có số đông nhất, và nó đánh vào cái thiền sinh hoặc là người tu tất cả các mặt luôn. Tại vì sao? Nó đánh qua mắt của mình nè, nó đánh qua lỗ tai của mình nè, đánh qua lỗ mũi của mình nè, nó đánh qua cái lưỡi của mình khi mà mình nếm vị nè. Nó rồi á, khi mà tối quý vị về cái phòng trong cái trường thiền đó quý vị, một ngày mình ngồi trời ơi 8-9 tiếng đồng hồ rồi mình đi kinh hành, mình đâu có được vô phòng đâu. Tối mà mình nằm xuống cái lưng mình nó thẳng ra, mà lỡ cái nệm mà nó lỡ mà nó ê một chút xíu nha, cái thân nó tiếp xúc nó chạm nó, trời ơi nó phê quá. Ngay cái lúc đó là cái đạo quân tham ái nó vô trong tâm mình á. Dạ đúng rồi, anh Giang Nhật Hà gọi là Killing Me Softly đó, nó có cái bài hát đó đó quý vị. Tức là sao? Là chư vị thiền sư cứ nhắc mình á, là phải thu thúc lục căn, tự vì mình nó đánh mình là coi như là sáng trưa chiều tối 24/24. Quý vị nhớ nha, cái đạo quân là đông nhất, nó đông nhất mà nó đánh tất cả mọi phía, nó đánh tất cả mọi nơi, đánh tất cả mọi chỗ, lúc nào nó cũng rình rập để mà nó gọi là nó đánh gục mình hết á. Khi mà mình có phải là một nhà sư hay không thì mình cũng quen thuộc với cách dàn trận của cái đạo quân thứ tư này là làm sao. Trước hết là cái tham ái nó xuất hiện. Cái bước thứ nhì là bắt đầu cái đầu mình á, nó bắt đầu nó tính toán kế hoạch để nó đi theo cái tham ái, rồi nó thực hiện kế hoạch nữa. Chẳng hạn như là mình thấy cái mùi thơm bắt đầu nó vô mũi mình bắt đầu mình thích,
khi mà mình xếp hàng mình ăn ở trong khi mà buổi trưa ngay trường thiền đó quý vị, là bắt đầu nha, mình đứng từ xa mình nhìn nha, ồ cái này là 200 cuốn chả giò nha, mình tính mình liếc qua mình liếc lại coi 200 cái này cỡ 200 cuốn thì trong đây có bao nhiêu người ha. Nếu mà mình thấy ngon quá mình lấy, lỡ mình lấy 2 cuốn hay 3 cuốn không biết là người ta có nói mình tham không ta. Bắt đầu mình lợi mình lấy một cái khăn rồi một cái dĩa to hơn chút xíu, mình lấy cái cuốn đó mình cuốn mình giấu vô một cái để khỏi ai mình thấy mình 3 cuốn rồi thì gì, thấy không? Thấy nó rất là lạ nha, bình thường mình đâu có thèm chả giò dữ gì đâu. Nhưng mà khi vô một cái khóa thiền, cái tâm con nít của mình á, nó nổi lên, mà thiệt ra cái đó không phải là cái tâm con nít đâu nha quý vị. Cái tâm tham nó hiện ra nguyên hình đó, là bình thường á, cái gì mình cũng chia 5 xẻ 7 nếu mình ở ngoài. Nhưng mà khi mình vô cái khóa thiền á, là một cuốn chả giò cũng không chia nha. Hôm nay tôi ăn sáng ăn trưa tối tôi phải nhịn đói rồi, thành ra nhất định không chia là không chia. Cái này mình nhất định là phải lấy 3 cuốn, không có cho ai hết trơn đó nha. Quý vị thấy đó, bắt đầu những cái tham nó xuất hiện ra một những cách rất là con nít như vậy, nhưng mà nó là đội quân thứ tư đó quý vị. Quý như xin đi qua cái đạo quân thứ năm, đây chính là cái đạo quân giả dự buồn ngủ hay còn gọi là hôn trầm thụy miên. Có nhiều chỗ thì cũng dịch á, là uể oải, lười biếng và hôn mê, tiếng Anh là sloth and torpor. Thì những cái hôn trầm, những cái khó khăn do hôn trầm thụy miên gây ra rất là lớn, mà mình phải chú trọng một cách đặc biệt. Có những cái vị đó cả nhà, khi mà vô học pháp hoặc là đi vô thiền, vừa ngồi xuống thôi là đã ngáy rồi. Vừa xuống, giống như có những vị mà họ kể cho Nguyên Như nghe rất là tội. Vừa nghe chư Tăng nói là quý vị, hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị một cái bài pháp này. Nghe tới đó thôi là ngủ mất tiêu đó cả nhà. Mà lần nào cũng như lần ấy. Cái đó là sự thật đó. Không biết là Nguyên Như nghe có nhiều vị á, thì lại nói là có khi nghe được đến 2-3 câu, khi đó thì bắt đầu ngủ. Còn không bình thường thì có những vị thì còn nói là vừa nghe vị giảng sư lên Đắc Mô Tát Sát Phó Giáo Quá Tô 3 lần thôi là đi vô hôn trầm thụy miên luôn. Nguyên Như chưa có nói thiền nha, Nguyên Như chỉ nói là nghe pháp thôi đó, là bị những cái chỗ này. Thành ra cái chỗ này là nó rất là gọi là nó common, nó rất là nhiều người bị lắm đó. Và cái chỗ này nè, thì cái chữ giả dự hay hôn trầm á, nó dịch được từ cái chữ là thi ná, có nghĩa là cái tâm mình á, nó yếu kém nè, nó teo lại, nó rút lại và nó đặc cứng, nó không có thể nắm giữ được cái đấu thiền, hoặc là mình chỉ đơn giản là mình ngồi mình nghe pháp mà không có tập trung được nghe cái lời nói của vị giảng sư luôn á quý vị. Và cái thi ná này nè, cái thi ná này nó làm cho cái tâm mình nó yếu kém. Thành ra khi mà cái tâm nó yếu, nó nhu nhược, nó bạc nhược xuống, tự nhiên nó kéo theo cái sự yếu kém của thân luôn. Thành ra khi mà mình ngồi thiền đó, tâm mình mà nó bị cái thi na này, nó hôn trầm, nó quánh vô đó, thì nó tự nhiên bắt đầu nó sụ sụ, nó nghiêng nghiêng nghiêng, bắt đầu cái đầu mình nghiêng vào bộ bên, bắt đầu là mình gục. Khi mà mình ngồi thiền á, có những khi đó mà mình bị hôn trầm này đó, thì có nghĩa là cái sự hăng say và tinh tấn tu hành của mình, cái sự bám đề mục của mình á, là nó mất rồi đó quý vị. Thành ra cái tâm nó trở nên nó cơ, nó trơ lắm, nó cứng, rồi nó không có sắc bén nữa. Nó cứ nhiều khi nó cứ đơ 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 đơ. Có nhiều khi mình ngồi một tiếng đồng hồ, mà khi mà mình gõ chuông xong mình mở mắt ra đó, mình quay trở lại mình ráng mình kháng pháp cho hồi nãy giờ, cái tâm trạng mình nó sáng được, nó rõ được trong cái thời thiền là bao nhiêu. Tự nhiên mình nhìn thấy nó giống như đặc sợ, nó đen thui, nó không biết là một cái tiếng kỳ rồi đó mình có ngủ hay không, hay là mình hơi thở được mấy hơi, mình thở hơi dài bao nhiêu hơi, hơi ngắn bao nhiêu hơi, rồi mình hít thở, rồi mình có suy nghĩ được bao nhiêu, mình cũng không nhớ là mình có suy nghĩ nữa quý vị. Tự vì lúc đó là mình ngủ mất tiêu rồi, mình đâu có cái tâm mình, nó gọi là nó giả dự, nó không có một biết gì hết trơn luôn. Thành ra khi mà mình bị như vậy đó, cái giả dự mà có mặt này đó, nó sẽ kéo theo luôn cái thằng gọi là mít thá, là cái thằng này là cái thằng buồn ngủ đây. Thì thá là một cái tâm nó không có hoạt động rồi,
nó không có khả năng, nó không có tự chủ, nó rất là thụ động, nó rất là trì trệ, nó không có bén nhạy, nó hôn mê, nó bần thần, nó bi thiêu thiêu, rồi nó buồn ngủ luôn. Thì cuối cùng sao? Khi mà mình ngồi thiền một tiếng đồng hồ mà mình bị cái đội quân là giả dự buồn ngủ mà hôn trầm thụy miên thì sao quý vị? Mình mất một tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi khi lúc đó làm sao? Mình cái mí mắt mình nặng ha. Rồi cái đầu mình nó gục về phía trước. Rồi cuối cùng làm sao mà quý vị chế ngự được cái này? Cái này không có phải dễ đâu. Cả nhà có nhớ là khi xưa mà Đại Đức Mục Kiền Liên mà ngồi thiền đó, là vị đại đệ tử rất là giỏi của Đức Phật. Ngài ngồi thiền mà Ngài cũng bị hôn trầm luôn. Thì cuối cùng á, Đức Phật mới chỉ cho Ngài những cái cách á, mà để chế ngự cái buồn ngủ. Thì Nguyên Như kiếm ra được chỗ này là có 8 cách. Thì cái cách đầu tiên á, là khi mà mình buồn ngủ gì, thì mình đừng có nghĩ là ô buồn ngủ rồi thì đi ngủ. Nếu mà lúc nào quý vị ngồi thiền, quý vị cũng nghĩ buồn ngủ đi ngủ là sẽ lúc nào cũng ngủ hết mà không có lúc nào ngồi thiền được hết á. Lúc đó thay gì mà mình nghĩ lại như vậy đó, mình sẽ nói ok, bây giờ mình cứ việc ngồi. Nếu mà có buồn ngủ tới đâu đi nữa, mình vẫn gọi là cứng rắn, mình phải ngồi một cái và mình coi cái buồn ngủ nó quánh mình cỡ nào. Không có nhượng bộ, nhất định là phải ngồi. Coi như là gọi là mình thách thức cái sự buồn ngủ gì đó. Rồi có một cái kỹ thuật khi mà mình ngồi mà mình chống lại cái cơn buồn ngủ đó là mình tăng thêm cái đề mục. Thí dụ nếu mà quý vị ngồi thiền minh sát đi, bình thường á, là mình phòng xẹp ha, thì bây giờ quý vị tăng thêm chỗ ngồi đụng, mình nghĩ chỗ cái mông mình đụng chỗ sao, tức là phòng xẹp đụng, rồi phòng xẹp ngồi đụng, quý vị tăng thêm cái đề mục đó. Thì quý vị sẽ làm cho cái tâm nó bắt đầu nó dễ, nó nhạy bén hơn một chút xíu thì nó bớt buồn ngủ. Rồi cái trường hợp thứ hai Đức Phật dạy đó là mình nhớ những cái đoạn kinh, mình nhớ lại cái đoạn kinh đó rồi mình cố gắng mình tìm hiểu cái đoạn kinh đó sâu xa hơn. Khi mà mình ngồi thiền như vậy đó, mình sẽ không, mình buồn ngủ quá, mình không có bám vào cái hơi thở được. Bắt đầu mình quay qua, mình nên nhớ những cái đoạn kinh đó trước đi. Khi mà mình nhớ những cái đoạn kinh đó rồi, cái tâm nó tỉnh lại đó, mình quay trở lại đề mục hơi thở của mình lại. Cái kỹ thuật thứ ba đó để chống buồn ngủ là mình đọc to lên một cái số đoạn kinh mà mình thuộc rồi. Chẳng hạn quý vị nhờ mà có nhớ bài Metta Sutta, hoặc là nhớ cái bài Uttamangge, những cái sám hối Phật Pháp Tăng, thì mình cứ đọc to lên. Khi mà mình đọc to những cái đoạn kinh mà mình đã thuộc là cũng có thể làm cho mình chống được buồn ngủ. Còn cái trường hợp thứ tư là nếu mà không có chịu nổi nữa thì mình bắt đầu mình lấy hai cái tay mình chà sát vào nhau nè, rồi mình chà sát cái chân nè, mình vuốt cái mặt mình nè, rồi mình kéo cái lỗ tai mình xuống nè, mình nhéo cái lỗ tai nè, mình làm cho mình kích thích cho máu chạy, thì lúc đó mình sẽ bớt buồn ngủ, rồi mình quay trở lại mình thiền tiếp. Rồi nếu không, nếu mà buồn ngủ còn nữa thì mình lúc đó mình đứng dậy, rồi mình đi rửa mặt, rồi mình quay trở lại mình thiền tiếp. Đó là cái trường hợp thứ năm. Trường hợp thứ sáu, nếu mà vẫn thất bại nữa đó, thì mình nhìn vào cái ánh sáng của mặt trăng, mình nhìn ánh sáng của ánh đèn hoặc là ngọn nến, mà quý vị nhớ đừng có nhìn vào mặt trời, tự vì mặt trời sẽ làm cho mình hư mắt ha quý vị. Rồi cái việc thứ bảy nữa là mình phải ráng, mình thử đi kinh hành. Thay vì mình buồn ngủ quá thì mình đi kinh hành đi. Còn trường hợp thứ 8, chẳng đặng đường nếu mà 7 chuyện kia mà quý vị chịu nổi nữa đó, thì lúc đó quý vị hãy đi ngủ. Dạ, Nguyên Như xin qua cái đạo quân thứ 6 là cái đạo quân sợ hãi, khiếp nhược hay là hèn nhát. Là hay tỷ thì còn gọi là fear. Thì cái sự sợ hãi khiếp nhược này đó sẽ dễ tấn cái thiền sinh ở những nơi hẻo lánh, đặc biệt là những vị mà khi mà cái sự tinh tấn nó đi xuống, hoặc là những vị nào mà có cái sự buồn ngủ mà họ tấn công đó, thì họ sẽ tự nhiên, họ sẽ sợ hãi những cái chuyện gì. Khi mà họ ngồi thiền mà họ buồn ngủ, rồi họ mắc cỡ đó, nó cũng làm cho họ sợ hãi. Họ lờ đờ hoài mà họ thấy những người xung quanh họ vô khóa thiền sao mà ngồi rất là siêng tinh tấn. Còn mình ngồi một chút á, là mình ngái,
mà mình ngồi một chút á, là mình buồn ngủ, đến nỗi mà họ không có dám lên trình pháp với thiền sư, và có những vị mắc cỡ quá đó, phải bỏ cái khóa thiền đi về luôn. Cái đó là có thiệt đó cả nhà, rất là tội nghiệp. Nhưng mà mỗi lần cứ đi lên nói là tôi ráng tôi tu, tôi ráng tôi tu, mà sau 3 ngày đầu vô mà bình thường ở nhà nó không có buồn ngủ, đi vô khóa thiền tại sao mà tôi cứ ngủ hoài, mà cứ ngủ cho đã rồi cái lúc mà người ta đi kinh hành thì mình đi lên phòng mình ngủ, rồi cái lúc mà mình ngồi thiền ngủ, rồi cái lúc mà đi ăn sáng có khi là mình không skip ăn sáng, mình để mình ngủ luôn, không biết là tại sao. Thành ra cái sự sợ hãi về cái sự mắc cỡ này nó cũng có thể xảy ra, làm cho họ trốn rồi họ đi về nhà luôn đó cả nhà. Thành ra khi mà cái đội quân thứ 6 này mà họ quánh vô mình như vậy đó, nó cũng làm cho mình không có tu được nữa. Thành ra khi mà quý vị thấy mình vô ngồi hành thiền mà mình cứ bị buồn ngủ như vậy đó, quý vị đừng có nghĩ là quý vị là người duy nhất mà cứ buồn ngủ trong khóa thiền. Thiệt ra cái vị nào cũng bị hết trơn á, không ít thì nhiều thôi. Khi mà mình biết được như vậy rồi á, thì mình có cái can đảm mình lên mình trình pháp với thiền sư, thì cái bậc thầy của mình á sẽ chỉ cho mình cái cách nào để làm cho mình không có buồn ngủ nữa, và cách nào để mà vượt qua cái sự sợ hãi khi cái hành thiền này nè. Thì họ sẽ làm cho mình tự tin hơn, và mình sẽ vượt qua được cái đạo quân thứ 6 của ma vương, là chính là cái đạo quân sợ hãi, khiếp nhược hay là hèn nhát khi mà mình đi hành thiền. Và Nguyên Như xin đi qua cái đạo quân thứ 7, chính là đạo quân hoài nghi. Khi mà mình là một cái vị hành giả, mình vô cái trường thiền mà mình cứ buồn ngủ, mình cứ giả dự, mình cứ hôn trầm, thì khi mà mình bị mấy ngày như vậy liên tục đó quý vị, mình tự nhiên mình sẽ nghi ngờ cái khả năng thiền của mình. Thì nghi ngờ đây, quý vị nên nhớ, nó chính là cái đạo binh ma thứ 7, mà cái đạo binh ma này rất là đáng sợ. Khi mà mình bắt đầu mình buông thả trong cái chuyện hành thiền á, thì lúc đó là mình nghi ngờ cái khả năng của mình. Mà đầu tiên á, là mình sẽ nghi ngờ khả năng của mình, kế tiếp mình sẽ nghi ngờ cái phương pháp thiền này không có biết nó có đúng với mình hay không, hay là mình lại tu lộn pháp rồi, mình tu lộn cái pháp môn rồi, mình rồi cái kế tiếp nữa đó là mình nghi ngờ không biết là cái vị thầy dạy mình á, ổng thứ nhất ổng có buồn ngủ giống mình không, thứ hai ổng có dạy đúng pháp môn không, rồi á ổng có dạy giỏi không, ổng có giúp cho mình qua được không, hay là mình lại mất thời gian. Tự nhiên cái chuyện mà mình buồn ngủ đó quý vị, nó làm cho mình nghi ngờ lung tung lang tang hết trơn á. Thì cái đạo quân thứ 7 này, tiếng Bali đó, nó gọi là quý chí kích chá. Quý chí kích chá nó có một cái nghĩa nó rộng hơn chữ hoài nghi nữa, mà nó cũng là một cái sự không thấu đáo nè, nó hiểu không có trọn vẹn nè, nó hiểu những cái suy nghĩ của nó thiếu cái bằng cớ, mà nó nhiều là nó có một cái sự phỏng đoán ở trong đó. Thành ra khi mà mình nói cái chữ quý chí kích chá đó, nó có cái nghĩa rộng lắm, mà tiếng Anh á nó có cái chữ gọi là nó doubt đủ thứ hết, nó suy nghĩ lung tung lang tang hết. Và khi mà mình kiếm được một cái phương pháp mà mình tập thiền mà nó có gọi là nó có kết quả rồi đó quý vị, thì tự nhiên cái hoài nghi nó sẽ biến mất. Tự vì sao? Tự vì mình chú tâm được trong cái đề mục, thì cái phương pháp nào là cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà mình tập thiền, nó khác nhau với từng vị. Và cái điều quan trọng nhất á, mà quý nghe như nghe Chư Tăng hay nói á, là khi mình hành thiền, mình cần thiết phải có một vị thầy. Cái vị thầy này dạy cho mình, theo sát với mình, thì sẽ biết được cái tâm tính của mình và cái pháp nào mà hữu hiệu nhất cho mình. Và có sự nghi ngờ thì mình mở rộng cái tấm lòng mình nói với cái vị thầy của mình, thì cái vị thầy của mình giải quyết là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, mà không cần mà mình, nếu mà mình ở nhà mà mình tập, mình nghĩ là mình là con mọt sách đó quý vị, mình đọc sách thiền nhiều lắm. Ồ, mình nhiều khi có những vị họ kể với Nguyên Như á là
tôi đâu có cần đi học thiền đâu, tôi đâu có cần ai chỉ, sắc hằng hà sa số, tôi nghiên cứu, tôi tự học thôi. Thì khi mà mình đọc sách như vậy, nếu mà mình là con một sách đó quý vị, sách thiền đó thiệt là hằng hà sa số lắm. Mà quý vị sao? Cẩn trọng nha quý vị. Khi mà quý vị đọc nhiều quá đó, rồi quý vị coi nhiều cuốn sách quá, quý vị sẽ có khả năng á, là quý vị tổng hợp cái kiến thức. Ồ, cái ông này dạy cách này, ông này dạy cách này ha. Tôi thấy 3 cách, 5 cách, 10 cách đều hay hết. Tôi tổng hợp lại hết thành cách của tôi. Rồi cuối cùng là sao quý vị? Quý vị có gặp được á, một số cái phương thức mà hành thiền nó có tốt cỡ nào đi nữa đó, mà quý vị theo cái lời dạy của 10 cuốn sách, quý vị thực hành một lượt cái kiểu như vậy á, quý vị cũng không có đạt được kết quả. Tại vì sao? Tự vì quý vị không có thực hành rốt ráo. Và rồi á, quý vị không có một vị thầy, quý vị cứ hành đủ thứ chuyện, quý vị không có hành tới nơi tới chốn, thì cuối cùng quý vị nghi ngờ còn dễ sợ hơn là lúc mà quý vị chưa có đọc nữa. Cái chỗ này nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy, Nguyên Như thành thật tha thiết xin nhắc nhở quý vị là nên kiếm vị thầy. Nếu mà mình muốn học thiền thì mình, nếu mà không có được một cái vị thầy riêng dạy cho mình, nếu mà mình chưa có tới duyên đó, thì quý vị tới cái trường thiền, quý vị tập với thiền sư, quý vị lên chùa, quý vị tập với sư nha. Quý vị đừng có tập một mình, quý vị đừng có đọc sách một mình, nó rất là khó. Tự vì mình càng đọc nhiều á, mình càng đi vào cái chữ thiền, nó chỉ có một chữ thôi mà nó có nhiều sách lắm quý vị. Quý vị càng vô đó thành mê hồn trận luôn, chết, rồi gọi là từ chết đến chết đó. Rồi Nguyên Như xin ba một cái phần nữa là cái phần số. Cái chỗ này rất là nhiều, một cái phần nhỏ trong cái chỗ mà nghi ngờ, rồi mình sanh ra cái tâm so sánh đó quý vị. Thì đó, mình cứ nhớ đó là mình là một cái con thuyền, rồi tất cả mọi người chung quanh, mọi người đều lái trên một cái con thuyền. Cái con thuyền này giống như một cái con thuyền sanh tử luân hồi vậy đó quý vị. Mỗi người ở trong lớp mình là một, mỗi cái thành viên họ sẽ có một cái con thuyền riêng của họ. Mà thì sao, khi mà mình cứ ngồi mình nhìn qua thuyền kế bên, ô anh ơi anh, sao mà cái thuyền của anh á, nó cái buồm nó không có cao, còn cái thuyền kia kìa phải hạ buồm xuống một chút nha. Cái thuyền này nè, sao mà không có chịu bơi, cứ nằm hoài vậy. Còn thuyền kia kìa, coi chừng sóng nha. Cái thuyền này nè, bấp bên tùm lum á, sao không có tập trung. Mình nhớ nha quý vị, mình cũng có một con thuyền. Thành ra mình ráng, mình đừng có để ý đến những con thuyền khác. Mình lo mình lái cái thuyền của mình thôi. Có những nói là thường thường á, rác ở trên đầu mình á, mình không có thấy. Mình thấy rác ở trên người khác không à. Thành ra lúc nào mình cũng coi người khác, lúc nào mình cũng tập trung những cái năng lực, những cái gọi là những cái sức... gọi là tinh thần của mình và những cái sức lực của mình. Mình để ý những chuyện của người khác nhiều hơn. Bây giờ mình quay trở lại, mình nên nhớ là mỗi người chúng ta đều có một cái thuyền để mình tự bơi, để mà mình tự thoát ra khỏi cái biển sanh tử. Thành ra mình ráng coi cái thuyền của mình trước, mình khoan cái để ý cái thuyền của người khác cái đã. Cái thứ nhất là mình không có phải là thiền sư. Cái thứ hai là mình cũng không có cái khả năng mà mình chỉ cho ai đâu. Thành ra mình phải tự nhắc nhở mình. Mình nên lèo lái cái con thuyền của mình trước. Khi mà làm như vậy đó, thì mình không có bận rộn tới tất cả những cái con thuyền của tất cả mọi người xung quanh. Tự nhiên khi mình bận rộn thuyền người ta quá, thuyền của mình sẽ bị chìm trước. Thành ra quý vị nhớ, khi mà mỗi lần cái chuyện gì mà mình bực bội, mà mình trách cứ ai đó, có nghĩa là mình trách con thuyền của người ta đó, thì mình nhớ là mình quay lại, mình lo mình căng buồm nè, mình chèo, mình chống, mình lo cái con thuyền của mình trước hết ha quý vị. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái đạo binh ma thứ 8, chính là đạo binh ma kiêu mạn và vô ơn. Thì cái chỗ này đó, có những cái chỗ dịch là phỉ báng và cố chấp. Và có những cái chỗ thì dịch là dèm pha và ngoan cố. Còn tiếng Anh thì dịch là conceit and ingratitude. Thì Nguyên Như khi mà Nguyên Như so sánh lại cái chữ conceit and ingratitude, và có nhiều cái cuốn sách đó, họ dịch ra là kiêu mạn và vô ơn. Mặc dù
có những cái khi mà từ điển quý vị dịch ra sẽ có chỗ dịch là phỉ báng và có chỗ dịch là dèm pha, thành ra cái này thôi để nhường lại cho những vị học giả ha. Bây giờ Nguyễn Như sẽ xin đi qua cái phần này theo cái gọi là cái popular, cái kiểu dịch popular là kiêu mạn và vô ơn. Thì cái đạo quân kiêu mạn và vô ơn khởi sanh khi mà thiền sinh bắt đầu cảm nhận được những cái trạng thái an lạc nè, thư thái nè, khinh khoái và những cái lợi ích khác, những cái lợi lạc khác khi mà hành thiền, mà họ có những cái sự thành quả, những cái đạt, những cái được cái điều kỳ diệu rồi đó, tự cái kiêu mạn nó xuất hiện nha quý vị. Bình thường á, khi mà cả nhà Nguyên Như biết nghe Nguyên Như nói như vậy á, thì mình nói trời ơi mình thiền đâu có tới đâu đó, kiêu mạn nghĩ mình này nghĩ mình kia. Nhưng mà lạ lắm quý vị, cái sự kiêu mạn này nè, nó sẽ bắt đầu xuất hiện khi mà quý vị bắt đầu hành thiền khá, bắt đầu hành thiền lâu, bắt đầu hành thiền có những cái trạng thái chẳng hạn như có những ánh sáng, có những ní mít tá, tự nhiên cái tâm nó phát khởi ra, ồ, không biết là trong cái trường thiền này có ai có những cái cảm giác thư thái khinh an bằng mình chưa ta? Không biết á, là có cái vị thiền sư mà dạy mình á, không biết là cái vị đó có đạt được như mình chưa hay là cũng nghe nói thôi à. Rồi đó, rồi rồi nhiều khi mình ngồi mình nghĩ, ồ, khi mà mình thiền tích cực như vậy á, rồi những cái vị thiền sinh khác á, không biết có hành thiền tích cực như mình hay không. Rồi làm sao? Cuối cùng là mình kiếm được một mớ, nó gọi là ký lê xá. Cái gọi trong cái thiền Vipassana, nó gọi là cái phiền não minh sát đó quý vị. Mình lụm được một đống cái Vipassana, ký lê xá. Một cái đống phiền não này chỉ xuất hiện khi mà quý vị tập thiền mà nó tăng tiến, thì tự nhiên những cái phiền não này gọi là cái đội binh ma thứ 8 á, nó bắt đầu nó ra, nó gọi nó ra, nó thử thách mình đó. Thành ra kiêu mạn á, một cái tâm rất là đáng sợ khi mà mình hành. Thành ra thường thường mà mình vô trường thì mình học á, là chư tăng nhắc nhở mình trước tiên là con nhớ khi mà hành thiền tập tới đâu con không có được kiêu mạn. Thì lúc đó tất cả thiền sinh thì nói dạ con không có đâu, con không có, người nào cũng trả lời giống như Trang vậy hết. Nhưng mà thì chư thầy của mình sẽ nói biết rồi, không có, giỏi lắm, nhưng mà bây giờ nhắc trước đó. Rồi khi cái trạng thái kiêu mạn rồi đó thì tiếp tục là sao? Mình hay quên những cái người mà giúp đỡ mình lắm. Khi mà mình kiêu mạn một thời gian rồi á, tự nhiên cái mình quên ơn những cái vị thầy mà đã dạy mình từ cái lúc mà biết bắt đầu hơi thở ra vào, những cái vị mà bắt đầu đó là dạy mình từng cái chữ kinh Pali. Mình học một thời gian mình giỏi đó quý vị, tự nhiên cái mình thôi, cái vị mà lúc mà mình sơ cơ mới có biết Nát Mô Tát Ga Oa Tô, không biết lại gì, không nguyên thủy là gì, tự nhiên mình có cái thái độ là mình quên đi, mình quên những cái vị thầy đó gọi là dẫn dắt mình từ cái ngày đầu vô đạo đó. Mình hay có cái thói quen á là mình quên, mà những cái chuyện mà coi thường cái vị ân nhân của mình á, nó xảy ra rất là nhiều, không có cần ở đâu xa ở ngoài, ngay trong cái tâm của mình đây đó quý vị. Nhiều khi mình không có nhớ tới, mà không phải là mình nói là mình phải đi lợi, mình đền ơn những cái vị ân nhân của mình. Mình chỉ cần mình tâm niệm trong cái tấm lòng của mình, trong cái tâm của mình thôi, là mình phải nhớ ơn những cái bậc thầy tổ đã là khó rồi, tự đi sao. Đây quý vị đừng có quên, đây là một cái đạo quân thứ 8 đó nha, nó đánh mình đó. Không có phải là mình dễ dàng mà mình đi qua cái đạo quân này đâu, mà ngay cả một nhà sư đó cũng trở thành kiêu mạn luôn. Khi mà một nhà sư mà mới đầu đi vô tu với một cái vị thầy của mình, sau này khi mà đi lên học những cái trường đại học ở những cái xứ quốc giáo, rồi khi mà quay trở về bắt đầu mình viết sách, mình giỏi lên rồi đó, thì mình quên cái công ơn của thầy tổ, và cái vị sư này đã trở thành một vị sư kiêu mạn, và có thể nói là thầy đâu có dạy gì cho con đâu, con cái này là tự con học thôi, còn cái đó con tự con làm mà không ai chỉ cho con hết á. Cái đó chính là một cái phần khác của cái sự vô ơn, rất là khổ. Tự vì sao? Tự vì khi mà mình nói như vậy đó là mình đã bị cái đội quân này xâm chiếm mình rồi đó quý vị.
Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái đội quân thứ 9, chính là cái đội quân danh lợi. Cái đội quân danh lợi này bắt đầu xuất hiện khi sao? Khi mà những cái vị mà thành thiền một cách thâm sâu rồi, những cái vị học giỏi thiền hoặc là ở trong cái trường thiền mà họ hành thiền một cách niêm mật và thực hành một cách thâm sâu, giữ giới rất là kỹ và tu thiền rất là tinh tấn sao? Lúc đó thì cái tác phong, cái cách cư xử của cái vị này nè trở nên rất là khả kính, rất là khuôn mẫu. Rồi á, có nhiều người rất là tôn trọng cái vị này, thì cái vị này bắt đầu sẽ chỉ thiền cho những cái vị khác. Rồi khi cái kinh nghiệm mà học thiền của quý vị á, nó thâm sâu rồi á, nó sẽ hiển lộ ra ngoài. Thí dụ như là quý vị sẽ bắt đầu, hồi xưa đó quý vị nói pháp bập ba bập bẹ, bây giờ quý vị nói pháp rất là giỏi. Rồi những cái người bạn trong trường thiền sẽ lời hỏi pháp nhiều. Rồi những cái chuyện giống như quý vị từ tốn hơn nè, quý vị đi đứng rất là khoan thai nè, rồi quý vị có thể là được những cái thầy tổ rất là thương nè, thì tự nhiên quý vị sẽ có những cái lời đồn là quý vị đã bắt đầu đắc được một cái tầng thánh, được cái tầng thiền hoặc là những cái gì đó, thì quý vị sẽ được rất là nhiều người là gọi là ái mộ đó. Thì cái mặt trận thứ 9 của cái đạo binh, cái mặt trận chính nhất của cái đạo binh thứ 9 này là gì? Là mặt trận thứ nhất là lợi lộc và vật chất. Thì người ta bắt đầu, người ta đem quà tặng. Rồi á, thí dụ quý vị mà là một nhà sư thì bắt đầu người ta đem, người ta cúng dường tịnh tài nè, tứ vật dung nè, vật chất nè, rồi những đồ ăn rất là ngon lên cho cái vị sư đó. Rồi làm sao? Người mặt trận thứ hai mà vương đắc vào mình là những cái lời tán dương và những cái lòng rất là kính trọng của Phật tử đối với cái vị sư này. Thành ra trong trường thiền, vị sư này rất là nổi tiếng. Đi đâu ai thấy đi từ xa, quý vị tưởng tượng đi, là chắp tay xá rồi khen tặng không ngớt lời. Và cái mặt trận thứ ba chính là danh thơm và tiếng tốt, tức là thì bạn, những chư tăng cùng và những Phật tử ai cũng thương, ai cũng mến, ai cũng kính, ai cũng yêu. Thì quý vị thấy sao? Cái đội quân thứ ba mà nó tấn công vào cái vị sư này thì coi như là khó có đường mà gỡ lắm đó quý vị. Hoặc là mình đi nói chuyện thấp xuống là những cái vị thiền sinh. Những cái vị thiền sinh khi mà hành thiền mà thâm sâu một chút á, thì á, có thể rất là tự đánh lừa cái khả năng của mình. Có thể là cũng nghĩ mình đã thành đạt những cái tầng thiền, những cái tầng thánh nào luôn. Thành ra nếu mà mình có một cái chút kinh nghiệm nào đó và mình sẽ nên mình trình pháp với sư phụ của mình mà có khả năng để mà biết mình tu tới đâu, và mình phải thành thật với chính mình phải muốn biết rõ là mình hành thiền để mà mình được nổi tiếng, để mà mình có danh có vọng, hay là mình hành thiền để mà mình giải thoát. Khi mà mình cứ nhắc nhở và mình cứ quay trở lại mình coi của mình hành thiền cái mục đích chính của mình là gì đó quý vị, thì mình có thể là mình nhận thấy là mình đang bị cái đạo quân thứ 9 nó xâm nhập. Nếu mà một cái lòng mà thích thú với những cái việc lợi lộc nè, những cái việc tán dương nè, rồi những cái sự hoan nghênh, những cái danh thơm tiếng tốt, nếu mà mình không có biết, không có nhớ lại là thiệt ra mình đi tu để mà giải thoát, thì mình rất là dễ bị cái đạo quân thứ 9 nó xâm nhập với cả nhà. Dạ, Nguyên Như xin qua cái đạo quân thứ 10, chính là cái đạo quân thứ 10 này là ngay cả mọi thiền sư đó là cũng bị cái đội quân cuối cùng này là đánh tới luôn. Có nghĩa là cái đạo quân gọi là khen mình chê người, hay là đánh giá cao quá mức cái giá trị của mình và khinh rẻ tất cả kẻ khác. Tiếng Anh là self-exaltation, disparaging others. Bây giờ quý vị tưởng tượng ha, mình một cái vị sư mà mở ra một cái trường thiền, dưới cái trường thiền có những vị sư, cả hàng ngàn vị sư luôn, mà mình lên mình thuyết pháp á, là chư tăng cũng như là ngợp hết, rồi thiền sinh cả ngàn người như vậy, thì quý vị thấy nếu mà cái tâm của vị thiền sư này không có vững đó, thì cái vị sư này sẽ nghĩ rằng, wow,
mình có thể là giỏi nhất cái trường thiền này, không có ai bằng thiền, không có ai bằng ta hết á. Cái vị khác á, chỉ là đệ tử, những cái vị mà được ta dạy bảo thôi. Thì khi mà cái tâm mình á, nghĩ một chút xíu, một cái kiêu mạn, một cái tự khen mình mà tự chê người, cái chỗ cuối cùng này đó quý vị, là mình đã bị cái đạo binh ma thứ 10. Mà ở trong sách đây nói là cái đạo binh ma thứ 10 này nó được dàn ra để không phải là quánh những cái thiền sinh, những cái Phật tử như mình đâu, mà cái đạo binh cuối cùng này để mà đánh gục tất cả các chư vị thiền sư đó quý vị. Cái đạo binh ma cuối cùng rất là nguy hiểm. Mà khi mà khen mình á, thì cũng có thể là ảnh hưởng tới những cái vị thiền sinh nữa, chứ không phải là không. Nhưng mà cái những vị thiền sư thì cũng không có thoát khỏi cái tai của đạo binh ma thứ 10 này. Ngay cả mà thời Đức Phật đó, cả nhà nhớ là có Đề Bà Đạt Đa đó, khi mà tu rất là giỏi rồi, đạt một số thần thông rồi, cuối cùng thì sao? Khen mình chê người thì bắt đầu rơi vào cái những cái sự kiện mà đến nỗi mà làm thân Phật chảy máu nè, rồi phá hoại cái tăng đoàn nè, đủ thứ chuyện hết. Thì tự gì Đề Bà Đạt Đa đã bị cái đạo quân thứ 10 này đã đánh. Và có một cái thí dụ về cái trường hợp mà cái lõi cây và cái gỗ cây đó cả nhà. Như xin ôn qua một cái chỗ này, như xin đọc lại. Thì cái giới định tuệ đó có thể so sánh với một cái khúc cây có lõi rất là quý. Cành lá là danh dự tiếng thơm, lời khen tặng và lợi lộc. Cái vỏ mỏng bên ngoài nó chính là giới, cái vỏ dày ở bên trong chính là định, cái phần gỗ chính là thần thông, và phần lõi chính là trí tuệ, bao gồm đạo quả giải thoát. Khi mà mình nói về cái khúc cây với việc hành thiền, thì Đức Phật đã kết luận là lợi ích của Như Lai không chỉ nằm ở lợi lộc danh thơm tiếng tốt. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở giới luật thanh tịnh. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở các tầng thiền. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở việc đắc thần thông. Cốt tủy của giáo pháp Như Lai chính là giải thoát mọi phiền não, và sự giải thoát này có thể đạt được bất kỳ lúc nào. Và bây giờ là 10 giờ 38 phút và Nguyên Như đã cái phần mà 10 đội quân của Ma Vương ở đây. Nguyên Như nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo phù hộ cho phước lành nghe pháp, phước lành thính pháp, phước lành chia sẻ pháp, làm cho cả đạo tràng của mình lúc nào cũng có thể rắp tâm tinh tấn. Và mình phải suy nghĩ rằng ngay cái lúc nào, trong giờ phút nào, từng phút, từng giây, từng sát na, thì 10 đội quân của Ma Vương lúc nào cũng rập tâm chờ mình. Nếu mà mình không niệm lúc nào, thì những cái đội quân này không cần nguyên một đội quân nữa, một cái thằng lính nhỏ bé xí xí của 10 đội quân này cũng có thể đánh mình hết và có thể chiến thắng được mình hết. Xin quý vị có thể nhớ như vậy, để mà cái tâm của mình có thể lúc nào cũng gọi là alert, lúc nào là cũng nhớ là mình một cái người tu, là mình đã bơi ngược dòng, thì mình lúc nào cũng bị 10 cái đội quân Ma Vương này sẵn sàng tấn công mình hết. Và Nguyên Như xin kết thúc bài pháp ở đây, bài ôm ở đây. Và Nguyên Như xin kính mời sư huynh Lý, Nguyên Như xin kính mời chị Nhung, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng, những cái lỗi của Nguyên Như khi mà ôm bài, nếu mà có chỗ nào sai sót, xin quý vị chỉ ra để mà chúng ta cùng nhau cải chánh tri kiến để làm cho bài pháp được hoàn hảo hơn. Dạ, Nguyên Như xin kính mời, Nguyên Như xin xuống mít ạ, sa thú thú lành thay. Dạ, Nguyên Như không có thấy ai giơ tay lên hết. Thôi Nguyên Như mời sư huynh Lý trước nha, sư huynh Lý. Sa thú, Nguyên Như xin mời bàn tay của anh ạ.
Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, trước tiên con xin kính tri kính lễ hồng ân ba ngôi tam bảo Phật Ba Pháp Ba Phần Năng Bảo. Dạ, cái mười đạo quân này quy như trình bày nên quân nhiều quá cho nên trình bày luôn nó hết giờ, cho nên bây giờ thật ra thì tài hèn sức mọn trí tuệ thì thấp kém. Chứ là trực diện với mười đạo quân này thì em cũng xin cứu tất cả chúng ta cũng còn đang trên đường học hỏi, nghe những lời dạy này từ Đức Phật, giống như là một cái sự răn đe, một cái sự đồng nghĩa với cái sự sách tấn, vừa sách tấn mà vừa răn đe mà vừa dặn dò chúng ta phải hết sức cẩn thận. Dạ, xưa giờ thì đi đâu mà trong các đạo tràng mà nghe ai giải pháp xong rồi cũng nói một cái câu hết sức cẩn thận, từ thầy kinh cho tới hồi xưa có sư Sơn Nhiên giảng rồi những vị khác, mỗi lần nghe mà cái câu nói hết sức cẩn thận thì chúng ta lại phải cần phải cẩn thận, giống như nãy mình như dùng cái từ gọi là alert, tức là phải chú ý, phải tập trung, phải chánh niệm, phải cân nhắc, phải không có dễ vui, không có rơi vào những cái trạng thái đó. Thì mình khá chưa, Nguyên Như còn nhỏ không vậy, đỡ chưa? Bây giờ nghe đỡ chưa cả nhà? Dạ, cảm ơn cô Nhiên, cảm ơn Nguyên Như. Thì cũng không có những cái điều này Nguyên Như đã trình bày thì thực sự nó cũng rất là thẳng, nó không có cái gì uẩn khúc khuất ở trong này cả, nhắc nhở chúng ta những cái điều mà cần phải lưu ý để mà trên bước đường tu tập chúng ta có những cái, đây là những cái trở ngại, những cái chông gai, những cái pháp mà nó khỏa lấp, những cái pháp nó ẩn tàng, những cái phiền não. Thì nếu mà không có đủ chánh niệm thì đương nhiên chúng ta không có thấy ra được. Đây là những cái điều mà giống như là những người đã đi trước dặn dò, đây là đến cái con đạo lộ như vậy thì sẽ có những dấu hiệu như vậy, nó sẽ có những cái hình tội quân nó mai phục, nó những cái gọi là có du kích chẳng hạn vậy, nó sẽ tập kích. Thì như vậy chúng ta cẩn thận hơn, thì những cái điều này cho chúng ta lưu ý cẩn trọng và lúc nào cũng phải cẩn thận nha. Chị Minh Trang không có dám nói gì hơn, thực ra nãy giờ Nguyên Như đã trình bày một cách rất là tỉ mỉ và sâu sắc rồi. Thì với lại cũng hết giờ, cũng thôi thì cũng xin phép dừng ở đây, vì chúng ta như nãy có nói thì cái cách tốt nhất là vẫn phải tìm những cái vị thầy để mà chúng ta nương tựa. Song song cái điều đó thì Đức Phật cũng có dạy là làm hải đảo tự thân hay thắp đuốc nó mà đi. Nếu mà có dịp may mắn mà chúng ta tìm được những vị thầy mà những vị mà gọi là thánh tăng thì chúng ta rất là may mắn. Còn phàm tăng đó thì tuy rằng nương vào thầy mà cũng phải nương vào giáo pháp, lấy giáo pháp làm thầy. Vì chư tăng cũng phải lấy giáo pháp làm thầy, như đã trình bày, cũng có những cái đạo quân mà để do Ma Vương tạo ra để mà chinh phục luôn cả những vị thiền sư. Tại vì đạo cao ba trượng thì Ma Vương nó cũng, đạo cao tới đâu thì Ma Vương nó cũng cao tới đó. Những cái điều này chúng ta một lần nữa để nhắc nhở với nhau thôi, chứ ở đây không có dám có cái ý giống như là dạy bảo hay cái gì cả. Như yêu cầu giơ bàn tay lên thì em cũng xin giơ bàn tay nhỏ bé để mà một lần nữa nhắc nhở lại với nhau chúng ta rằng trong con đường đi, nhất là con đường tu hành, mà để giải quyết cái những cái phiền não, đây là những yếu tố tâm lý và tâm, những cái điều này nó rất là
nó rất là vi tế, nó rất là khó thấy. Và chúng ta thì sanh ra được đến với cõi đời này qua cái ba cái nhân là tham sân si, thì chúng ta sống với tập khí và thói quen rất nhiều rồi. Giống như cái dòng nước nó chảy, lâu ngày thì nó ăn mòn và nó thành cái dòng sông. Thì muốn cái dòng nước này mà nó không có đi theo những cái đường mòn nó như vậy, mà nó phải đi vào những con đường khác nữa, thì cái người phải làm thủy trạch, người ta phải đào những cái đường nước để mà dẫn cái nước nó vào những cái ruộng điền để mà khai thác, để mà mang nước này tới nuôi cây trồng lúa chẳng hạn vậy đó. Thì cái đó là cả một công trình đó. Cái đó là cái điều mà của người tu cần phải làm, tức là dẫn dắt những cái pháp, những cái duyên để mà đặt nó vào những cái trạng thái thích hợp, trong trường hợp cái chữ Patana là pháp thú đó. Cho nên là nếu mà cái dòng sông nó chỉ chảy theo cái đường mòn của nó từ bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu ngàn triệu năm về trước, thì nó chỉ đi theo cái trạng thái của nó mà thôi. Nó không mang lại được lợi ích. Chúng ta dẫn dắt nó đến những cái chỗ mà có được lợi ích thì tức đó ra là cái trạng thái của người tu. Thì trở lại vấn đề, cũng xin là nói là một cái điều chúng ta nhắc nhở với nhau thôi, chứ không có dám dạy đời ai cả, vì cái chuyện tu hành nó rất là vi tế, nhất là cái vấn đề mà dạy cái tâm nhận. Quan trọng nhất là cái văn là phải nhận ra được cái tâm, rồi cái tư là phải biết cái ông những cái tâm này nó đang làm việc gì, những cái chức năng của nó đang thiện hay đang bất thiện. Và nếu mà thấy rằng nó đang bất thiện thì phải có những cái phương pháp giải quyết nó, như là tu, văn tu tu, văn tu tu nhìn vào, thì chúng ta nhìn vào cái tâm. Thì điều này chắc ai cũng đã biết rồi, nhưng mà cái vấn đề là để nhắc lại với nhau lần nữa thì cũng không bao giờ dư. Dạ, xin phép ngừng tới đây, và nếu có vị đạo hữu nào có ý kiến thêm hoặc là có những kinh nghiệm nào thêm cũng xin mời. Dạ, cũng nhờ hồng ân tam bảo, nhờ cái hòa phước của cái sự chia sẻ pháp bảo này, cầu xin cho tất cả chúng ta được những cái quả an vui, quả người, quả trời và quả niết bàn trong này vị lai rất là xa tu. Dạ. Sa thú, những lời chia sẻ của sư huynh Lý. Dạ, con thấy thời gian cũng đã vừa phải lẽ bây giờ là 10:49. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm cầm mic ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào quý cô và kính chào đạo tràng. Kính thưa quý vị, buổi học hôm nay rất là hay, rất là thích thú, nhất là cho những người tu tập, đặc biệt là những người tu thiền. Tại vì mình đi tu mình có nhiều cái chướng duyên lắm quý vị. Giống như là người bơi ngược dòng nước á, sự thật bơi không có nổi quý vị. Cái dòng nước mà nó chảy mạnh á, mình ráng hết sức mình bơi lên được chút xíu, cái là mình khi mình ngưng á, cái nước nó trôi mình kéo lại về chỗ cũ, hoặc là nhiều khi nó kéo mình lùi đi ngược lại đó, xa đó quý vị. Thành ra cái chuyện tu tập là một cái điều rất rất là khó, chứ không phải đơn giản. Thì nói đúng thì nó cũng tùy. Phật tử thì có thí dụ như ngũ giới chẳng hạn, 8 giới, 10 giới, 200 giới chẳng hạn, nó tùy theo mỗi người. Nhưng mà ý nói đó, cái chuyện mà đi tu mà người nào mà muốn giải thoát đó, là một điều rất rất là nan giải, chẳng phải dễ. Thì thứ nhất là phải giác ngộ, thứ hai á thì giải thoát. Thì trên đường tu thì quý vị thấy hồi trước mình có học về cái ngũ uẩn, ngũ ấm á, thì đó là ma vương đó.
nó cũng là khó khăn lắm rồi đó. À, sắc thọ tưởng hành thức này đó, nó là ngũ ngũ uẩn ma vương đó. Bao nhiêu là chướng duyên ha, khi mà nó sanh lão bệnh tử, bệnh tật là u ra rất là khó khăn, không phải giỡn. Rồi phiền não ma ha, phiền não ma tham sân si. Tham sân si lúc nào nó cũng hành mình hết quý vị, lúc nào nó cũng phủ mình hết đó. Nó giống như là cái hồ nước mà trên đất bèo không á. Vì nhớ ở nhà quê đó, người ta hay đi tới cái hồ nước để mà ta lấy bèo về ta nuôi vịt, nuôi heo á. Cái bèo á xanh, nó là cái hồ nước nó xanh rùm gì đó quý vị, xanh lắm, đẹp lắm. Cái người ta lấy cái rổ vớt lên, thì vừa vớt xong một cái nắm bèo nó lên thì bèo nó phủ xanh lại liền à. À, thì người tu, cái tâm của người tu tham sân si ngã mạn phóng dật rồi đó, nó giống như bèo trên mặt nước đó quý vị. À, muốn cho mặt nước mà hết bèo là điều rất rất là khó khăn ha. Rồi chư thiên ma nữa, chư thiên ma vương. Cái mình tu mà tâm mình mà nó yên tịnh chút xíu rồi mình thấy hình ảnh Phật hoặc là hình ảnh chư thiên hoặc là ánh sáng rồi mùi thơm rồi đó. Đó mình tưởng, nếu mà mình tưởng đó là thật á, mình chấp vô một cái là bị kẹt, bị ma vương nó bắt liền. Tức là mình bị kẹt ngay chỗ đó, không có giải thoát được. Rồi người ta nói vậy, nói xin lỗi quý vị nha, nó có một cái gọi là người đẹp ma vương nữa. Nhiều người đi tu rồi bị rớt lắm quý vị, bị rớt vì người đẹp á. Người đẹp nói làm chi, cái gì tu hành chi cho cực khổ, về quê lấy vợ làm ăn cái rồi đó, nhiều người xả y đi trở về. Thì ngũ ấm ma vương này đó, xin lỗi, ngũ uẩn ma vương này đó, xin lỗi, ngũ cái ngũ năm cái chướng duyên này đó là đã khó lắm rồi đó. Rồi mình nghe 10 cái kiết sử nữa phải không, 10 kiết sử. Kiết sử đó là cái gì? Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ ha. Rồi dục ái, cái gì, dục ái rồi sân hận ha. Rồi ái vào sắc giới, ái vào vô sắc giới, rồi ngã mạn, rồi trạo cử, rồi vô minh đó, chuột chà. Những cái đó là những cái ma vương không quý vị, chướng duyên. Chứng duyên không á, thành ra cái chuyện tu tập nó quả thật là một điều khó. Nhưng mà có một điều đáng khích lệ đó là Đức Phật nói tuy nó khó đó, nhưng mà làm được quý vị, làm được. Tại vì khi mà một người mà giác ngộ rồi đó, giác ngộ đời á là khổ đó, thì cái người đó họ muốn giải thoát. Là một người mà có trí tuệ rồi đó, giác ngộ khổ ha, thấy đời khổ là bắt đầu người ta muốn tu tập để mà người ta thoát những cái khổ đó, thì người này bắt đầu họ đi tầm sư học đạo. Thì từ đó họ học kinh văn tư tu, từ đó họ tìm ra những cái phương cách cho mình để mà diệt trừ, nó vượt qua những cái chướng duyên. Tuy rằng khó ha, nhưng mà làm được quý vị. Làm được bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Phật tử tại gia căn bản là tam quy ngũ giới ha, rồi bố thí, rồi văn tư tu. Họ cũng vô được những dòng thánh đó quý vị. Dòng thánh thứ nhất tu đầu vườn ha, diệt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, vô được dòng thánh thứ nhất. Rồi có những người họ giỏi đó, như con gôn cấp cô độc đó, con gái đó, nó cũng vô được cái tầng thánh thứ hai đó là tu đầu vườn đó, diệt thêm cái sân và ái dục đó, vô được tầng thứ hai đó.
Còn còn vô người nào mà vô được tầng thứ ba là người đó phải đi xuất gia. Tại lúc này đó tâm của họ nó mạnh lắm ha. Nó không có muốn vướng bận nữa, muốn rộng lớn ra. À, giống như con cá kình mà nó lớn rồi đó, ra tới bờ sông là nó không có chịu được ở trong sông đâu, nó phải ra ngoài biển để nó đủ rộng đủ lớn để cho nó vùng vẫy, nó thỏa thích trong cái biển của nó. Thì cái người mà tầng thánh thứ ba là phải đi xuất gia. Ý nói ở đây đó là tuy rằng khó nhưng người Phật tử tại gia đó họ cũng làm được hai cái, tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì đó. Mô Phật, sư thấy thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, sư cũng thay mặt đạo tràng để phúc chúc. Sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Ava tu sap pa mang ga lăng rắc khanh tu sap ba đề quá ta sap ba bút đà nu ba về đã sa đà so thị bao quanh tu tề Ava tu sap pa mang ga lăng rắc khanh tu sap ba đề quá ta sap ba đầm ma nu ba về đã sa đà so thị bao quanh tu tề Ava tu sap pa mang ga lăng rắc khanh tu sap ba đề quá ta sap ba sang ga tu ba về na sa đà so thị ba quanh tu tề Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đề na pha văn tu bù chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta ta wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua âm tha ya cha ta ya cha âm hề rằng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú quá nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món yên lành điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ sáu cũng như là sáng thứ bảy. Chúng ta lại sẽ được học những bài vi diệu pháp rất là hay với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.